Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Ambe Shop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa Katia. Một mẫu cũng có mặt khá là lâu ở trên Ambe Shop và được cũng rất là nhiều anh em mới chuộng. Cái dòng này thì nó cũng thiết kế tương tự như ST Dupont, nhưng nó cao cấp hơn một chút. Và thiết kế của nó thì vuông vức hơn, cầm nó gọn hơn. Đấy, ở đây thì sản phẩm của em vẫn là sản phẩm hộp hai lớp rất là sang trọng thế này nhá. Ở lớp bên ngoài bằng giấy cứng màu trắng này. Ở lớp bên trong thì chúng ta có một cái hộp giấy giả da như thế này, rất là sang trọng luôn đúng không ạ? Đấy, có khóa cài kiểu những cái rương vật, những cái hòm rương cổ ngày xưa, có thời vua chúa ạ. Đấy, rất là đẹp. Họa tiết cũng được trang trí luôn, riêng từ bên ngoài vào rồi. Đấy, cái sản phẩm này anh em nào làm quà tặng thì rất là thích hợp luôn, đẹp. Đấy, ở đây thì chúng ta cũng có một quyển sách hướng dẫn sử dụng, được thiết kế theo cái phong cách như vậy. Cũng là một chiếc bìa cứng màu đỏ và được giả da. Ở đây thì chúng ta có sử dụng các thứ tiếng này, rất là nhiều, Nhật này, Anh này, và đây chúng ta có cả tiếng Thái này. Đấy, tiếng Nga này. Đấy, và đây chúng ta có một quyển một cái tờ hướng dẫn cách bơm ga thay đá. Đây, đây mình sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm nhá. Đây là một chiếc Katia. Cái sản phẩm em đang cầm trên tay thì nó có màu vàng và đen, sọc đen sơn mài, và cái họa tiết đó là khắc laser, cái họa tiết khắc laser này. Thì họa tiết này là hoa lá tân cổ điển. Thiết kế của nó thì rất là vuông dày dặn, cầm rất là chắc tay bởi vì nó là thép nguyên khối anh em nhé. Nó là thép nguyên khối. Ở đây thì chúng ta có hai cái chân. Một cái chân này thì để bơm ga, anh em vặn nó ra để bơm ga. Còn đây là cái chân để điều chỉnh ga to nhỏ, anh em xoáy theo cái dấu cộng trừ để điều chỉnh mức độ ga theo thích hợp mình muốn sử dụng nó to hay nó nhỏ. Đấy. Còn cái này nó cũng rất là tiện cho mình khi sửa chữa, đó là em có thể vặn cái nắp đít này ra để mình thấy toàn bộ cái bộ phận ở bên trong. Đấy, mình có thể sửa chữa. Về lâu dài nếu mà có vấn đề gì cũng rất là dễ sửa chữa. Đấy, thiết kế thì như thế này, vuông, một khối hình vuông, cầm rất là chắc. Và đây cái nắp bật. Ở đây thì dòng này thì không có tiếng kêu các bác nhé. Mỗi khi bật nắp như này thì ga cũng tự động ra rồi. Đây, cái sản phẩm này thì sử dụng ga là ga chéo nhé, đánh lửa chéo, ngọn lửa sẽ cháy chéo các bác nhé. Ngọn lửa cháy chéo này thích hợp cho các bác là hút thuốc lào này hay thuốc sợi, nó sẽ cuốn luôn vào cái nõ. Đấy, thuốc sợi nó sẽ quấn luôn vào cái nõ và thuốc lào nó cũng quấn luôn vào cái nõ nhé, rất là tiện. Đấy, đấy, đây là lửa chéo này, em bắt nhìn thấy nó võng ra, cái lửa chéo này sẽ quấn luôn vào cái nõ. Đấy, rất là hay. Đấy, các bác có thể chỉnh nhỏ hơn nhé, em đang ở mức độ lửa hơi to. Cái lửa này thì phục vụ cho hút thuốc sợi sẽ tiện hơn, tại vì là lửa to này nó sẽ quấn vào và nhanh hơn. Đấy, bác nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các bác trên toàn quốc, hoặc các bác có thể truy cập website ambe.vn để đặt hàng trên website, hoặc các bác cũng có thể gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều.